إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala toàn quyền tất cả mọi việc của vũ trụ. Ngài muốn quyết định như thế nào và ra sao là tùy theo ý của Ngài. Trong đó, việc Ngài ấn định ân phước hay giá trị của một ngày tháng nào đó là theo ý muốn của Ngài, giống như Ngài đã ban giá trị cho tháng Ramadan tốt hơn bao tháng khác trong năm. Ban cho 10 ngày đầu của tháng Dhul-Hijjah, ngày Ashura, có giá trị hơn những ngày còn lại. Tất nhiên, sự khác biệt đó không phải để cho tín đồ Muslimin tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, mà trong sự khác biệt đó nhằm tạo cơ hội cho những người có đức tin tận dụng mà hành đạo để lật cuộc đời của mình sang một trang giấy mới, để họ trở thành một nô lệ, một tín đồ, một người ngoan đạo biết thần phục Allah subhanahu wa ta'ala. Tuy nhiên, dù bằng tâm niệm nào thì tín đồ Muslim cũng không được phép tự ý cho rằng việc hành đạo trong ngày này hay tháng nọ tốt hơn những ngày tháng khác, trừ khi người đó có cơ sở từ Quran hoặc từ Sunnah của Nabi sallallahu alaihi wa sallam, nhưng phải là những cái cơ sở hadith sahih hoặc là hasan. Không khéo lại rơi vào điều sai trái, trong khi đó ý định và tâm niệm ban đầu của người đó là muốn thờ phượng Allah subhanahu wa ta'ala, muốn hành đạo để được đến gần Allah hơn, thì ngược lại có tác dụng ngược, làm cho họ rời xa Allah subhanahu wa ta'ala xa hơn nữa. Thấy rằng không ít tín đồ Muslimin rất yêu thích việc hành đạo, nhưng do kém kiến thức của tôn giáo, cộng thêm đặt niềm tin không đúng vào những người hướng dẫn tôn giáo lệch lạc, khiến họ lầm tưởng mình đang ở trên chân lý, nhưng thật ra họ đang đi trên con đường nguy hại vô cùng, thậm chí họ phải làm những điều sai trái mà Allah subhanahu wa ta'ala không cho phép. Học giả Hasan al-Atiyah, ông ta nói: không một nhóm người nào tạo ra một điều sai trái mà lại không bị Allah tước đi khỏi họ một điều sunnah tương ứng vốn tồn tại trong họ, và điều sinh ná đó không bao giờ trở lại với họ cho đến ngày tận thế. Còn học giả Ayyub As-Sakhtiyani thì khẳng định: người làm điều sai trái càng cố gắng muốn gần Allah hơn thì y càng xa Allah hơn nữa. Thì trong bài khutbah hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về tháng Rajab, nghĩa là tháng chúng ta đang ở đây. Tháng hiện tại bây giờ là tháng Rajab, tháng mà có rất nhiều tín đồ Muslimin chúng ta cho rằng tháng đó nó có giá trị của việc hành đạo, và tháng đó nó có thật sự đúng như lời đồn, hay đúng như lời họ truyền miệng, hay là đúng như những điều mà những người Muslimin họ đã khẳng định hay không. Thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận cái vấn đề này trong cái bài khutbah ngày hôm nay. Thứ nhất, tháng Rajab nó có thật sự tốt hơn bao tháng khác trong năm hay không? Theo học giả Ibn Hajar, ông ta nói: không có bằng chứng nào cho thấy việc hành đạo trong tháng Rajab có giá trị hơn bao tháng khác, không bằng sự nhịn chay, cũng không bằng lễ nguyện Salat tự nguyện nào khác. Và học giả còn nói:
Còn những hadith nói về giá trị của tháng rò chập bằng việc nhịn chay vào một số ngày nhất định nào đó thì được chia làm hai loại. Thứ nhất là hadith yếu, thứ hai là hadith bịa đặt và hư cấu. Chúng ta đi đến điều thứ hai về Salat Ar-Raghaib. Thì có một lời bảo rằng, truyền miệng rằng, trong tháng rò chập này nếu như người nào hành lễ Salat theo cách thức sau đây thì người đó sẽ được cái giá trị như thế này. Chúng ta sẽ biết rõ về điều này. Thứ nhất, về hình thức Salat, có một số người hư cấu tạo nên một cái hadith bịa đặt về lời của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Họ cho rằng đó là hadith do ông Anas bin Malik kể lại, bảo ai nhịn chay vào ngày thứ năm đầu tiên của tháng rò chập rồi sau đó hành lễ Salat Tahajjud giữa Isha và Fajr của đêm thứ sáu dưới 12 ra'at, và ở ra'at đầu tiên thì đọc chương Fatiha rồi đọc tiếp chương Inna anzalnahu fi laylatin qadr 3 lần, sau đó đọc tiếp 12 lần chương Qul huwallahu ahad, rồi sau đó kết thúc lễ Salat của mình cứ mỗi 2 ra'at là một chào salam. Sau xong 12 ra'at đó thì ngồi lại salawat cho Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 lần, rồi sau đó quỳ lại mà tụng niệm câu Subbuhun quddusun rabbul malaikati waruh, sau đó thì ngồi lại đọc 70 lần câu Rabbighfirli warhamni wajawiz amma ta'lam innaka antal azizul azam. Rồi kế tiếp làm như thế ở lần thứ hai tương tự, và cuối cùng thì người đó hãy cầu xin riêng cho những điều mình muốn thì y sẽ được tội nguyện. Thì đó là lời đồn thổi rằng nếu người nào hành lễ tương tự với hình dạng chúng ta vừa nghe đó thì sẽ được cái giá trị như thế này. Một cái hadith hư cấu khác ghi bảo: ta thề bởi đấng nắm lấy linh hồn ta trong tay, không một bề tôi nam hay một bề tôi nữ nào hành lễ xóa lá như thế như cái hành lễ chúng ta vừa nghe thì nãy, mà lại không được Allah xóa sạch tội lỗi của y, cho dù tội lỗi đó có nhiều tựa như bọt biển, nhiều như cát, nặng như núi, hoặc nhiều như lá cây. Ngoài ra y còn được phép biện hộ cho người thân của mình 700 người bị Allah quẳng vào quả ngục. Cả hai hình thức hay là cái lời giá trị đó, chúng ta sẽ nghe lời nhận xét của lời mẹ về điều chúng ta vừa nghe đó. Thì Imam An-Nawawi, một Imam học giả đi theo đường lối của Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, và khi nói đến Imam Shafi'i thì người ta sẽ biết đến học trò của ông ta chính là Imam Nawawi. Ông ta nói Salat Ar-Raghaib là một hành động xấu xa tồi tệ nhất, đáng bị lên án và lỗi trừ, bởi hành động lệch lạc dẫn đến nhiều hệ lụy khác mà tín đồ Muslim cần phải có hành động ngăn cản ngay những ai làm điều đó. Còn học giả Ibn al-Nuhas, ông ta nói Salat Ar-Raghaib là việc làm sai trái, và những hadith nói về vấn đề này toàn là hadith bịa đặt hư cấu được giới chuyên môn hadith đồng đánh giá. Còn Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala thì nhận xét đối với Salat Ar-Raghaib là việc làm không có nguồn gốc, không có cơ sở căn cứ, chẳng qua đó là hình thức thờ phượng mới mẻ, không đáng làm theo dù làm dưới tập thể hay là tự làm riêng lẻ một mình. Bởi lẽ theo hadith Sahih Muslim rằng Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã cấm chỉ chọn đêm thứ sáu để mà hành lễ sunnah, hoặc chỉ chọn ngày thứ sáu để mà nhịn chay. Còn đối với những cái hadith nhắc về Salat Ar-Raghaib đều là hadith bịa đặt và hư cấu, được giới học giả ulama đồng khẳng định như thế, và không một tiền nhân đức hạnh hay một vị imam nào trước đây từng nhắc đến cái hình thức lễ nguyện Salat đó. Còn theo ý kiến khác của học giả At-Turtusi, ông ta nói ông Abu Muhammad Al-Muqaddasi, ông ta đã nói với tôi rằng tại quê hương của ông ta Al-Muqaddas tức ở Palestine, chúng tôi chưa từng biết ai đó đã hành lễ Salat Ar-Raghaib này trong tháng Rò Chập hay trong tháng Sha'ban bao giờ. Người đầu tiên làm điều này đó là một người đàn ông ở Niblis. Ông ta được gọi là Ibn Abi Hamra, có giọng đọc Quran rất là hay. Ông ta đứng hành lễ Salat vào một đêm của tháng Sha'ban vào năm 448 Hijriyah. Chỉ có người đó hành lễ Salat như thế là người đầu tiên. Và lễ Salat trong tháng Rò Chập trên quê hương tôi không có ai làm nó, cho đến năm 480 Hijriyah mới có người bắt đầu làm những cái điều đó, và trước thời gian đó không ai làm cả. Nghĩa là vào thế kỷ thứ 5
Sau khi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qua đời thì những cái việc làm sai trái đó nó mới được bắt đầu. Với cái hadith của Anas mà chúng ta vừa nghe ban nãy nói về cái lễ nguyện Salat Ghaib, thì học giả Ibn Jawzi, học giả chuyên về hadith Abu Al-Khattab và Abu Shammah, tất cả họ đồng liệt kê cái hadith đó thuộc loại hadith bịa đặt và hư cấu. Tương tự như thế, tất cả ulama khác như là Ibn Al-Hajj, Ibn Rajab, Abu Ismail Al-Ansari và Abu Bakr As-San'ani và Abu Fadl bin Nasil, tất cả họ và những vị ulama khác tương tự như họ đồng khẳng định đây là hadith hư cấu và bịa đặt. Còn về giáo luật cho việc người nào mà hành lễ Salat như thế, người nào và tin tưởng và làm theo cái điều đó thì họ sẽ bị phải lời cảnh báo như thế này. Abu Shammah, ông ta nói: có rất nhiều imam đã nói với tôi rằng họ hành lễ Salat Ghoraib không ngoài mục đích để trấn an lòng dân và để được bảo tồn cái địa vị của mình trong masjid. Sợ rằng nếu như không làm hành lễ Salat như vậy thì yêu cầu của mọi người thì sẽ bị trục xuất ra khỏi masjid. Họ làm vì sợ thiên hạ. Thấy rằng với ý định sai trái ngay từ đầu của người hành lễ Salat đó là y đã làm một điều sai trái ngay từ khi đã bắt đầu rồi đó. Nếu như cho rằng cái lễ nguyện Salat là đúng với định tâm xấu của người imam chỉ làm theo thiên hạ là y đã là người đang bỡn cợt trước Allah tối cao và hùng mạnh. Và chỉ cần mỗi cái tội bẩn cọt đó đủ để cho y chịu cơn phẫn nộ của Allah subhanahu wa ta'ala rồi đó. Đối với những ai tin tưởng và làm theo tức là hành lễ Salat như thế và cố gắng duy trì lễ nguyện đó là y đã đang bẩn cọt dưới Allah subhanahu wa ta'ala và đã khuấy động cái sự bẩn cọt đó cùng với mọi người. Và y đã quyến rũ những người có cái lòng ham muốn hành đạo nhưng lại không có kiến thức của Islam để cùng nhau làm những điều sai trái đó. Thì dẫu cho đạt được danh vọng hay đạt được điều y muốn thì rồi y cũng sẽ mất hết tất cả mọi thứ y đang có. Allah thâm lãnh tất cả. Trước kia những người dẫn đầu của dân kinh sách họ đã sẵn sàng làm hài lòng dân của mình để bảo tồn vị trí của mình ở nơi họ, nên họ đã sẵn sàng thay đổi định luật của Allah subhanahu wa ta'ala để được mọi người tôn sùng họ lên một vị trí nhất định. Nói sao người ta nghe vậy thì Allah subhanahu wa ta'ala đã trừng phạt những người đó và cảnh báo những người đó và cảnh cáo tất cả những ai đi theo con đường đó. Thì chúng ta sẽ nghe lời cảnh báo này trong thiên kinh Quran của Allah subhanahu wa ta'ala ở chương Al-Baqarah câu số 79: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Bởi thế thật đáng nguy diệt đối với những kẻ đã tự mình viết nên kinh sách rồi bảo rằng đó là kinh sách của Allah. Tự mình đặt ra một cái điều gì đó, một hình thức thờ phượng nào đó rồi bảo rằng đó là điều mà Allah đã ban xuống, mọi người hãy làm đi. Rồi y muốn lợi dụng cái đó đó để mà y đem lại cái giá trị ít ỏi của cuộc sống mình, được danh dự, được tiếng tăm, được lợi lộc tạm thời, thì đó là những kẻ thật đáng bị hủy diệt bởi những gì họ đã viết ra, và đó là những kẻ thật đáng bị hủy diệt bởi những gì họ đã tích cóp. Một lời cảnh báo này Allah subhanahu wa ta'ala cho cái hành động sai trái đó. Chúng ta đi đến vấn đề thứ ba là sự kiện Isra và Mi'raj nó có thật sự xảy ra vào cái tháng Rajab này hay không. Trong những phép màu vĩ đại mà Allah subhanahu wa ta'ala đã ban cho nô lệ của Ngài Muhammad sallallahu alaihi wa sallam là đưa người từ Masjid Haram Makkah đi đến Masjid Aqsa chỉ trong một đêm và từ đó thăng thiên lên 7 tầng trời và lên cao hơn nữa. Và ngày hôm nay trên thế giới đã có rất nhiều nơi tổ chức và họ chọn rằng đêm 27 tháng Rajab để tưởng nhớ sự kiện trọng đại đó. Isra và Mi'raj là một sự kiện thật mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã đi và đã về truyền lại cho tín đồ Muslimin. Chúng ta tin như thế, nhưng để xác định nó xảy ra vào khi nào, vào ngày nào, tháng nào thì điều đó không có cơ sở. Chúng ta sẽ nghe cái sự nhận định này. Xong, không có cơ sở nào khẳng định đêm 27 tháng Rajab chính là đêm Isra như học giả Ibn Rajab thuật lại lời nhận xét của Ibn Dahiyah. Có một số câu chuyện truyền miệng kể về đêm Isra xảy ra vào tháng Rajab toàn là những câu chuyện bịa đặt và hư cấu, không có thật.
Còn học giả Ibn Rajab ông ta nói, theo đường truyền không chính xác từ ông Al-Qasim bin Muhammad cho rằng đêm Isra mà Nabi đã đi trước đây xảy ra vào đêm 27 tháng Rajab. Xong, việc làm này của ông ta liền bị Ibrahim bin Harbi và những học giả ulama khác đồng phản bác và lên án kịch liệt. Và Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah nói, không có một bằng chứng xác thực nào khẳng định đêm 27 tháng Rajab chính là đêm xảy ra sự kiện Isra cả. Chẳng qua chỉ có những lời truyền miệng hoàn toàn khác nhau về ngày tháng, vẫn không xác định được tính xác thực của thông tin. Nghĩa là không có đúng chính xác ngày nào là ngày mà Nabi đã đi, nhưng sự kiện Nabi đi đó là thật. Và giả lại, chúng ta có biết được ngày tháng đó là ngày tháng nào cũng không có giá trị gì cho cái việc hành đạo của chúng ta, bởi Nabi đã không xem ngày đó và đã không quan tâm đến cái ngày đó. Mà cái ngày sự kiện xảy ra mới là điều chúng ta đáng quan tâm để mà học hỏi và phải biết chuyện gì xảy ra trong cái chuyến đi của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Theo đó, đêm Isra và Mi'raj không hề có nguồn gốc cơ sở chính xác xác định về ngày tháng, bởi lẽ đã không được truyền lại chính xác từ Nabi, cũng không từ Sahabat nào và cũng không một vị Tabi'in nào đã khẳng định rằng đó là đêm nào, và cũng không bảo rằng đêm đó chúng ta cần phải là hành đạo như thế nào đó để nó được giá trị tốt hơn những cái điều khác. Hơn nữa, họ cũng không tổ chức tiệc tùng tưởng niệm về sự kiện đó. Vì vậy, việc tổ chức tiệc tùng mừng đêm Isra để thể hiện hình thức thờ phượng là hành động sai trái, cần phải chấm dứt ngay. Điều thứ tư, việc giết tế vào tháng Rajab và những việc hành đạo khác. Việc giết tế động vật kính dâng lên Allah subhanahu wa ta'ala trong tháng Rajab là việc làm không bắt buộc và cũng không khuyến khích, bởi việc làm này là hành động của những người Ả Rập thời tiền Islam. Trước đây, những người Ả Rập thời tiền Islam họ đã giết tế những con súc vật vào 10 ngày đầu của tháng Rajab, họ gọi đó là ngày Atira. Và sau này Nabi sallallahu alaihi wa sallam biết được điều đó thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã cấm. Mặc dù trước đó Nabi đã cho phép làm như vậy, nhưng sau rồi Nabi đã cấm bằng cái hadith được ghi trong Sahih Bukhari và Muslim do ông Abu Hurairah dẫn lại. Nabi nói wa la atira fil Islam, nghĩa là không còn atira trong Islam nữa, không còn cái hình thức giết tế động vật trong tháng Rajab kể từ ngày mà Nabi cấm cho đến ngày Kiyamah. Và có một số người họ dựa vào việc Nabi cho phép trước đây thì câu trả lời cho cái hành động sai trái đó là cái hadith của ông Abu Hurairah là xóa bỏ đi những cái điều Nabi đã cho phép trước đây. Tại vì ông Abu Hurairah, như chúng ta đã biết, ông ta vào Islam rất trễ, và những gì ông ta nghe được Nabi sallallahu alaihi wasallam nói thì nó sẽ xóa hết những gì trước đó nếu như có đối lập. Thì cái hadith chúng ta vừa nghe kia nãy xóa hết mệnh lệnh Nabi đã cho phép trước đây, nó không còn việc giết tế súc vật trong tháng Rajab kể từ khi lệnh Nabi sallallahu alaihi wasallam cấm cho tới ngày Kiyamah. Tuy nhiên, học giả Hassan nói về vấn đề này, trong Islam không có hình thức Atira, chẳng qua việc làm này nó được xảy ra thời tiền Islam trước đây. Trong số dân Ả Rập thời bấy giờ có người nhịn chay và có người giết tế súc vật vào 10 ngày đầu của tháng Rajab. Chúng ta đi đến điều thứ 5 là chọn tháng Rajab để nhịn chay hoặc i'tikaf. Học giả Ibn Rajab nói về nhịn chay, vốn không có bất cứ bằng chứng chính xác nào cho thấy Nabi cho phép hay là Nabi nói nhịn chay vào tháng Rajab sẽ tốt hơn bao tháng khác trong năm, và không có một sahaba nào của Nabi khẳng định điều đó. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah nhận xét, tất cả hadith nói về giá trị của nhịn chay trong tháng Rajab vốn là hadith yếu, mà đúng hơn nó không phải là hadith yếu mà là hadith bị đặt vào hư cấu, bởi không một học giả ulama nào trước đây từng lấy những cái điều đó làm cơ sở. Và học giả chuyên về hadith Ibn Majah, ông ta ghi trong Sunan của mình rằng Nabi Sallam đã cấm qua lời thuật của ông Ibn Abbas rằng Nabi không cho phép nhịn chay chọn tháng trong tháng Rajab. Có một số người họ lại chọn tháng Rajab, tháng Sha'ban để mà họ nhịn chay nhiều, hoặc là chọn tháng sau đó tháng Ramadan họ nhịn luôn cái nữa là 3 tháng liền, thì cái hành động đó là sai trái, Nabi không cho phép. Thì chúng ta sẽ biết được điều này đó. Còn về i'tikaf cũng không được phép làm giống như chúng ta làm trong tháng Ramadan mà không có nhịn chay đi cùng. Và Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ông ta đã đánh
những người nào mà nhịn thường xuyên trong tháng Rojab này, và ông ta bảo hãy ăn uống lại ngay. Và có những người giống như đã nói khi nãy, họ là chọn 3 tháng Rojab này, Sha'ban và Ramadan kế tiếp để mà i'tikaf mà không có nhịn chay, thì hành động này là sai. Nếu như người nào đó nhịn chay sunnah trong những cái tháng trước đây, thì trong những cái tháng này họ vẫn được quyền nhịn chay tương tự. Bởi có một cái hadith Nabi đã bảo sunnah của người là nhịn chay vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, và nhịn chay vào 3 ngày của tháng, hoặc là nhịn một ngày và nghỉ một ngày. Đó là hình thức nhịn chay sunnah mà chúng ta được quyền áp dụng toàn năm, trừ Ramadan ra. Nếu như chúng ta trước đó có làm thì Sha'ban hay là Rajab chúng ta vẫn được phép áp dụng cái sunnah này. Còn nếu như người nào đó trước đó không làm mà chờ đến Rajab họ cho rằng đây là tháng cần phải nên nhịn, thì đó là điều sai trái, chúng ta cần loại trừ và không được phép làm. Và nếu như chúng ta nhịn chay trong những tháng này thì chúng ta vẫn có thể được phép i'tikaf. Còn nếu như chúng ta chỉ có i'tikaf mà không có nhịn chay thì ulama đã có hai ý kiến trái chiều nhau. Bởi lẽ việc cái nguyên nhân á, dẫn đến chúng ta không được phép làm hành đạo trong cái tháng Rojab này, nhịn chay hay những cái điều khác, mà ulama ông At-Turtusi ông ta đưa ra ba nguyên nhân. Thứ nhất, bởi vì người Muslim tự chọn tháng theo sự tính toán riêng, không được giáo luật Islam cho phép để nhịn chay rồi xem rằng đó là điều bắt buộc như nhịn chay tháng Ramadan vậy. Có những trường người họ đã nhịn chay như vậy, tự nhiên họ xem là Ramadan, họ nhịn cả tháng. Đó là hành động sai. Đó là nguyên nhân thứ nhất bị cấm. Thứ hai, bởi vì rằng sự nhịn chay đó được họ xem thể như là sunnah được truyền lại từ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam vậy. Nguyên nhân thứ ba, bởi vì họ tin rằng tháng Rojab sẽ nhịn chay được ăn phước tốt hơn bao tháng khác, trong giống như ngày Ashura hay là Salah vào thời khắc cuối của đêm. Nếu như sự thật giống như họ đã nói là Nabi đã từng làm và Nabi đã báo cho chúng ta biết rồi, khi mà Nabi đã không làm, Nabi đã không nói và không Sahaba nào truyền lại, thì chúng ta đã hãy hiểu rằng điều đó không được phép. Theo đó, khẳng định rằng việc tự ý chọn tháng này hay tháng kia hành đạo theo ý muốn của mình là việc làm sai trái, cần phải chấm dứt ngay. Điều thứ sáu chúng ta nên biết, đó là Umrah trong tháng Rajab. Có một số người cố tranh thủ làm Umrah trong tháng Rojab này bằng cái lòng tin rằng nó sẽ mang lại ân phước cho họ nhiều hơn những cái tháng khác, trong khi không có cơ sở cho việc làm đó. Imam Bukhari, ông ta ghi về một cái hadith là một cuộc trò chuyện giữa ông Ibn Umar với bà Aisha. Ông Ibn Umar mới nói, quả thật thiên sứ của Allah đã hành hương Umrah 4 lần, trong đó một lần người đã làm trong tháng Rojab. Thì ngay lúc đó bà Aisha mới nói, cầu xin Allah thương xót ông hỡi Abu Abdurrahman, không lần nào mà Nabi hành hương Umrah mà lại tôi không có mặt vào thời điểm đó. Người chưa từng làm Umrah trong tháng Rojab bao giờ, nghĩa là không có hadith khẳng định Nabi đã hành hương Umrah trong tháng Rojab, mà tất cả được ghi lại Nabi SAW 4 lần Umrah của người đều trong tháng Dhul Qa'dah. Chúng ta sẽ biết điều đó ở phía sau. Học giả Ibn Ittar, học trò của Imam Nawawi nói, tôi đã nghe được người dân Makkah thường hành hương Umrah nhiều lần trong tháng Rojab. Vấn đề này theo tôi biết là không có nguồn gốc cơ sở xác đáng. Và học giả Ibn Baz, ông ta nói, việc hành hương Umrah tốt nhất là hành hương trong tháng Ramadan, bởi Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói, Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Hành hương Umrah trong tháng Ramadan tương đương với hành hương Hajj lớn. Và cái hadith này do Ahmad và Ibn Majah ghi lại. Và cái tháng kế tiếp để chúng ta hành hương Umrah tốt nhất đó là tháng Dhul Qa'dah, bởi 4 lần Umrah của Nabi sallallahu alaihi wa sallam đều trong tháng đó. Và Allah subhanahu wa ta'ala đã phán, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quả thật các ngươi những người có đức tin có được ở nơi thiên sứ của Allah một tấm gương tốt đẹp để cho các ngươi học hỏi và noi theo những gì người đã làm, chứ không phải tự ý các ngươi làm. Thứ bảy, việc trì hoãn gia cách cho đến tháng Rojab. Như một số tập tục xảy ra nhiều nơi trên thế giới, ở vùng đất Islam họ đã chọn tháng Rojab để xuất gia cách. Học giả Ibn Rojab nói về vấn đề này như sau.
việc làm này không có cơ sở trong Sunnah, cũng không được một vị tiền nhân đức hạnh nào trước đây từng làm. Và cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải bắt buộc xuất gia cách khi đã đến hạn định và đủ số lượng. Tùy theo mỗi người mà có thời gian hạn định gia cách riêng, mỗi khi hạn định đó đến thì bắt buộc phải xuất gia cách cho dù nằm ở tháng nào đi chăng nữa. Ông học giả Ibn Itar, ông ta nói, có một số người đã chọn tháng Rò Chập để xuất gia cách, còn những tháng khác thì không. Đây quả là một hành động vô căn cứ, không có cơ sở nguồn gốc. Ngược lại, theo giáo luật Islam, bắt buộc xuất gia cách khi đã đến hạn định dù trong tháng Rò Chập hay là tháng nào khác trong năm. Điều thứ 8, cho rằng những cái nạn kiếp trước đây xảy ra là điều trong tháng Rò Chập. Đây là câu nói sai. Học giả Ibn Rò Chập, ông ta nói, được truyền miệng rằng mọi nạn kiếp vĩ đại trước kia xảy ra đều trong tháng Rò Chập, nhưng sự thật không đúng tí nào. Và cũng được truyền miệng rằng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam được sinh ra vào ngày đầu của tháng Rò Chập, và ngài nhận lãnh sứ mạng vào đêm 27 của tháng Rò Chập, và có lời nói là đêm 25 của tháng Rò Chập, nhưng tất cả đều sai. Thứ 9, cùng với những người truyền giáo, những người mà truyền đạt kiến thức lên cho người ta, một lời nhắc nhở dành cho họ. Ngày nay, có một số người truyền đạt kiến thức Islam đã áp dụng nhiều hình thức sai trái, trong đó có sự sai trái trong tháng Rò Chập. Họ đã làm một cách tích cực và nhiệt tình kêu gọi mọi người đến hành đạo trong tháng Rò Chập để được một cái số giá trị nhất định mà họ tự thiêu dệt và bày vẽ ra, trong khi Islam không cho phép. Họ viện lý do rằng sợ con người không quan tâm đến việc thờ phượng nên họ muốn khơi dậy nó, trở lại cho mọi người quan tâm hơn. Tuy nhiên, họ lại quên rằng hành động sai trái này đi ngược với đường lối Sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rất có hại đến bản thân họ và toàn xã hội Islam. Chẳng những vậy, hành động sai trái này còn được gọi là bid'ah. Nó chỉ được xếp sau mỗi cái tội shirik mà thôi. Có một số người truyền đạt kiến thức Islam dùng lại cách nguy hiểm này để truyền đạt Islam, trong khi đường lối nó lại trái ngược với Sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cho nên mỗi tín đồ Muslim cần phải nhận thức rõ cái lợi hại về hình thức thờ phượng mà mình đang làm nó và đang kêu gọi nó đến với nó, kẻo chúng ta rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi tâm niệm của chúng ta thì muốn noi theo đường lối của Nabi, muốn được Allah Subhanahu wa ta'ala thương yêu, thì chúng ta lại dẫm đạp đi trên đường lối lệch lạc đó, để rồi chúng ta phải xa rời Allah Subhanahu wa ta'ala xa hơn. Và học giả As-Sawri, ông ta nói, giới học giả giới luật Islam thường nói với nhau rằng lời nói không thể đơn phương tiến thẳng cho đến khi nó được thực hành. Xong, lời nói và thực hành không đưa thẳng đến đích cho đến khi được sự định tâm dẫn lối. Và cả ba, lời nói, hành động và sự định tâm sẽ không trúng được đích trừ khi tuân thủ theo đường lối của Sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Vì vậy, bổn phận tức thời của những người nào đang kêu gọi với sự lệch lạc đó thì cần phải học hỏi lại đường lối Sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cần phải cố gắng trau dồi kiến thức Islam rồi áp dụng theo nó, và cuối cùng mới kêu gọi mọi người đến làm những cái điều Sunnah đó. Bởi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã cảnh báo mạnh mẽ rằng ở hadith do Bukhari và Muslim ghi lại, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, ai tạo ra cái mới trong mệnh lệnh này của ta, tức trong tôn giáo Islam, mà nó vốn không có trong nó thì việc làm đó của y bị từ chối. Và một đường dẫn khác của Muslim ghi lại, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, ai làm điều gì đó mà không tuân theo chỉ đạo của ta thì việc làm đó bị từ chối. Học giả Ibn al-Aliyah, ông ta nói một câu nói rất là giá trị với những người bạn của mình: các bạn hãy học hỏi Islam. Khi các bạn đã có kiến thức về Islam thì chớ đừng lạnh lùng với nó, mà hãy bám chặt trên con đường chân lý đó, bởi các bạn sẽ không bao giờ tìm thấy được chân lý đích thực ngoài Islam cả. Và các bạn chớ đừng rẽ phải hay là rẽ trái, bởi điều đó chỉ sớm khiến các bạn rời khỏi chân lý mà thôi. Để được mãi đi trên con đường chân lý đó thì các bạn hãy luôn tuân thủ theo đường lối Sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Xong, tôi cũng cảnh báo các bạn về các hành động làm theo cảm tính, làm theo sở thích, bởi lẽ điều đó sẽ chỉ có gieo nên sự hận thù và hiềm khích mà thôi. Trước kia, vị Sahaba cao quý ông Huzaifa đã nói, hỡi những người đọc Quran, hãy cứ tiến thẳng trên chân lý, các bạn đã đi được một quãng đua rất dài rồi đó.
Còn nếu như các bạn quẹo trái hay là quẹo phải là các bạn đã lạc lối đi rất xa rồi đó. Và cuối cùng, đối với những người truyền đạt lại tôn giáo Islam cho người khác, những người tuôn tôn hay những ông thầy hay những người đứng thuyết giảng hay những vị imam, trách nhiệm của họ cần phải luôn thật là tỉnh táo, nhận xét đúng sự thật mà mình muốn truyền đạt. Bởi lẽ mình sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình phải nói ra đó trước Allah subhanahu wa ta'ala, và mình phải là người tiên phong cho việc thực hành cái điều sunnah mà mình đã nói đó. Bởi lẽ điều đó, có như thế mình mới đạt được lòng thương yêu của Allah subhanahu wa ta'ala, và mình mới có được đến gần đứng vĩ đại Allah subhanahu wa ta'ala. Bởi lẽ chỉ có như thế, không con đường thứ hai để chúng ta được đến gần Allah subhanahu wa ta'ala như Ngài đã khẳng định. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Bởi thế, ai mong muốn được gặp Thượng Đế của y thì hãy làm việc thiện tốt và ngoan đạo, và việc thiện tốt không được xem là việc thiện tốt cho đến khi y thật ikhlas với Allah và y đi đúng đường lối mà Nabi đã dạy. Thì gồm hai cái thứ đó nó mới tạo nên một việc làm thiện tốt. Còn thiếu một trong hai thì đó là việc làm bị trả lại. Và chớ đừng nhận nên một điều gì đó để mà thờ phượng ngang vai với Allah subhanahu wa ta'ala. Và Allah subhanahu wa ta'ala còn phán ở chương khác: Wa la yansuranna Allahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Chắc chắn Allah sẽ giúp đỡ những ai giúp đỡ chính nghĩa của Ngài. Và quả thật Allah là đấng hùng mạnh, đấng quyền năng. Chắc chắn rằng Allah sẽ phù hộ cho những người nào kiên quyết đi đúng trên con đường sinh nát của Ngài, thì đó là sẽ người sẽ đạt được cái đích chân lý mà họ sẽ muốn đến. Còn ai đi lệch đó là y đang khơi dậy cơn phẫn nộ của Allah subhanahu wa ta'ala rồi đó. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ và hướng dẫn chúng ta đến với sự hài lòng của Ngài, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala che chở chúng ta tránh xa sự giận dữ và cơn phẫn nộ và sự trừng phạt của Ngài nơi quả ngục, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ủng hộ chúng ta và phù hộ chúng ta đi trên con đường ngay chánh mà Ngài đã dạch, giống như Nabi sallallahu alaihi wasallam đã truyền đạt, cho đến điểm cuối cùng chúng ta là cái chết bằng cái câu shahada cuối cùng la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta được lên thiên đàng tầng Firdaus cao nhất, được hội tụ cùng với Nabi, vị lãnh đạo của chúng ta, và cầu xin Ngài che chở và bảo vệ chúng ta tránh khỏi cái cơn giận dữ của Ngài, sự trừng phạt ở nơi cô mộ và ở nơi quả ngục bùng cháy. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala thương xót và tha thứ cho chúng ta. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina muhammad bin abdillah wa ala ali وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ارحمنا، اللهم ارفع عنا من كل بلاء ومن كل ولاء ومن كل بلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من الذنوب، اللهم طهر قلوبنا من الذنوب والآثام. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.